À, cái khớp đỏ ma của Malaysia thì các bạn biết là khách hàng sử dụng rất là nhiều rồi, thì cũng có rất là nhiều khách họ gọi điện đến là không biết là cái loại này thì nó chữa được cái vấn đề gì đấy, thì hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho các bạn luôn đó. Cái thứ nhất là xương khớp của Malaysia thì chắc chắn là nó sẽ dùng đến những cái vấn đề là xương khớp rồi đúng không ạ? Tuy nhiên thì nó sẽ đặc trị những cái vấn đề như sau, ví dụ như là các bạn sẽ thấy là bị gút là một này, rồi là đau nhức xương khớp này, thoát vị đĩa đệm này, đấy, đau lưng mỏi gối là cũng có thể sử dụng được luôn đó. Rồi là các bạn sẽ thấy là thoát vị đĩa đệm này, đấy, thoái hóa này, đấy, thoái hóa xương khớp đấy, cứ đau đấy hay là trời trời các bạn cứ bị đau thì các bạn đều có thể sử dụng được cái sản phẩm xương khớp của Malaysia này luôn. Đấy, cái hộp đó này thì mình cũng đã cho các bạn nói cho các bạn rất là rõ rồi. Đấy, trong này nó sẽ có 2 viên. Đó, trong này một típ của nó, một lọ như thế này sẽ là 20 típ và mỗi típ sẽ có 2 viên. Đó. 2 viên thì các bạn sẽ thấy là ngày thì chúng ta sẽ dùng 2 típ nếu mà đang bị bệnh nặng. Đó thì sáng 1 típ và tối 1 típ dùng sau ăn nha mọi người. Thì các bạn sẽ thấy là đối với cái sản phẩm Muzahabat của xương khớp của Malaysia này thì bên mình á là nhập trực tiếp từ bên đó về luôn. Đấy, qua đường máy bay về luôn mọi người nhé. Đấy, nên là thứ nhất là các bạn yên tâm về hàng chính hãng, cũng như là hơn 6 năm bán cái sản phẩm xương khớp này thì mình cam đoan là khách hàng sử dụng rất là nhiều. Đấy, khách hàng sử dụng rất là nhiều và hiệu quả rất là cao. Đó, nhưng mà các bạn thấy là ví dụ như chúng ta bị nhẹ thì chúng ta dùng ít, nhưng mà bị nặng thì chúng ta phải dùng đủ lộ trình, chứ không phải là có người là đang bị đau rất là nặng nhưng mà dùng có lộ trình 3 hồ cái xong thấy nó đỡ là thôi, là các bạn thấy là rất là khó khỏi cho bạn luôn. Đấy, mình phải xem cái tình trạng của mình là nó đỡ như thế nào mình dùng. Có những người phải dùng 3 4 lộ trình là mới khỏi được đấy mọi người, tùy nhá mọi người nhá. Đó, thì cái sản phẩm này thì có rất là nhiều bạn thắc mắc là không biết là dùng nó có an toàn hay không, thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây là cái sản phẩm chiết xuất từ thảo dược mọi người nhé. Mọi người có thể tra lên Google là những cái thành phần ở trong viên xương khớp Malaysia Muzahabat là gì thì nó sẽ ra cho mọi người luôn. Đó, không có thành phần nào là cái thành phần gây ảnh hưởng hết mọi người ạ. Nên là mọi người yên tâm nhé. Đây, cái màu đỏ đây, màu đỏ của nó nếu hàng chuẩn mọi người sẽ thấy là nếu mà cho nó trong cái lớp co lớp si ni lông này này, nhìn nó là sẽ là màu đỏ đô đấy, màu đỏ đô đỏ đậm, chứ không phải là màu đỏ chon chót đâu mọi người nhá. Nếu mà cái hàng đỏ chon chót là cái hàng nhái rồi đấy, bạn nào mà cứ thích mua cái hàng đỏ chon chót là hàng nhái rồi mọi người ạ. Cái hàng của nó sẽ là hàng đỏ đô này đó, và dùng là hiệu quả ngay một lộ trình, tức là 3 hộp là mọi người thấy là hiệu quả luôn, chứ không có phải dùng sang nhiều loại đâu. Đấy, nói chung là cứ dùng đến đâu thì mình sẽ tư vấn cho các bạn đến đó thôi, còn 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 thắc mắc thì bạn cứ liên hệ với mình đó. Ví dụ như là chưa có rõ là nó bệnh gì, mình bị sao thì các bạn cứ liên hệ thì mình sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Trong này thì nó ghi rất là nhiều cái công dụng đây này, nhưng mà các bạn cần thắc mắc thì cứ gọi cho mình sẽ hướng dẫn cụ thể luôn. Số điện thoại của mình là Nguyễn Loan 0985 328298. Zalo Facebook mình cũng dùng số này luôn nhé, 0985 này, 0985 328298. Ok, xin chào cả nhà, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé.